Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái tiến bộ ảo thuật bài mà mình đã up video hướng dẫn từ mấy hôm trước, là cái tiến bộ ảo thuật cánh quạt ảo giác phần 2. Vì trước đây mình đã hướng dẫn một cái phần 1 rồi, cho nên bây giờ mình sẽ có một phần 2 nữa rất là ảo, nên nhiều bạn rất là muốn biết được cái bí mật. Thì cái trò này cũng rất là đơn giản thôi, cho nên mình sẽ cho các bạn biết luôn. Thì nếu mà các bạn chưa xem cái video biểu diễn của mình á, thì hãy ấn vào ngay cái link, cái đường link video mà mình để ở dưới phần mô tả và phần comment, thì click vào và xem, sau đó quay lại đây để bạn mới hiểu được mình đang nói cái gì hết. Ok, chúng ta sẽ vào luôn. Thì cái tiết mục này đòi hỏi bạn cần phải có một cái bộ bài tốt. Thì trong clip biểu diễn thì mình sẽ dùng bài Double K bình thường thôi, vì mình đã biết fan bài kỹ thuật fan là như thế nào. Bạn phải biết được kỹ thuật fan đó. Thì nếu mà bạn nào chưa chưa rành về fan thì bạn có thể sử dụng những loại bài bicycle như thế này, thì hoặc là những cái loại bài khác, ví dụ là bài tay, bài mà chất liệu giấy như thế này, chất liệu như thế này thì fan rất là dễ đó. Phải tập được cái kỹ thuật này mới tập được cái trò đó. Chúng ta cần có hai cái đó. Những bài này bạn có thể mua ở chỗ mình cũng được. Ok, thì khi vào tiết mục mình sẽ cho khán giả xem bộ bài hoàn toàn là bình thường. Cái đây cho khán giả xem như thế này đó, không có hàng có sắp xếp. Sau đó bạn có thể đưa cho khán giả cầm cháu bộ bài lên. Đó. Làm gì cũng được. Và sau đó bạn sẽ sử dụng cái kỹ thuật top lip này á, thì là mình đã hướng dẫn cho bạn rất là nhiều lần, là chúng ta sẽ sử dụng ngón tay cái nhấc hai con bài lên, hai con bài ở đầu này, nhấc hai con bài đầu tiên và đặt nó làm ngón út, đặt nó ở cái chỗ ngón út gọi là cái break như thế này. Nó sẽ có hai con như thế. Làm lại, cầm bộ bài nhấc hai con đặt vào ngón út, phải làm thật là nhanh, bạn sẽ cảm nhận được hai con thật là nhanh, và sau đó bạn sẽ nhấc như là bạn nhấc được một con vậy đó. Thì bạn sẽ có thể nhấc những cái kiểu chuyên nghiệp hơn như thế này. Đó. Rồi nếu bạn chưa có thể nhắc được cái động tác đó thì bạn có thể đặt lên như thế này và úp xuống bình thường. Mà tiết mục này chúng ta không cần úp xuống, chúng ta đặt lên, chúng ta sẽ đặt ở dưới bàn luôn. Đây. Thì cái kỹ thuật tập lật con bài lên thì bạn sẽ tập tập sau nha, vì mình hướng dẫn. Đây. Khi bạn lật lên, mình sẽ cầm luôn hai con, nhưng không để khán giả thấy, phải làm sao cho giống một con. Đặt xuống cái bàn, đặt xuống từ từ thôi, đặt từ từ thôi, như thế này khán giả sẽ không thấy, vẫn biết là chúng ta có một con bài. Nói các bạn thấy không, như mình thấy nó giống như là một con, giống như một con này. Và phải đặt xuống thật cẩn thận, đặt xuống như thế này, xem cái tay của mình đặt xuống một thả ra rất giống một con. Và sau đó bạn sẽ tách bộ bài ra làm hai, tập bộ bài ra làm hai đó, canh sao cho đều một chút. Sau đó bạn để vào hai tay như thế này và dùng ngón cái xòe ra. Đây. Xòe ra phải đều đều như vậy thì nó mới đẹp được đó. Cái động tác xòe này thì bạn có thể xem những cái video khác trên YouTube. Còn bây giờ thì mình sẽ xòe ra đó. Sau đó mình sẽ che vào con bài lần thứ nhất, lần thứ nhất như thế này, thả ra không có gì hết. Lần thứ hai là lần các bạn sẽ đổi con bài, đổi con bài thì bạn sẽ dùng sao để đổi được, thì bạn sẽ sử dụng những cái phần có cái tay của bạn, như ta xòe như thế này đúng không, xòe như thế. Sau đó bạn sẽ sử dụng những ngón tay ở đây, ngón tay ở đây đó, để đẩy con bài sang một bên.
đẩy con bạn sang một bên. Đó, khi lần thứ nhất vượt qua chưa có gì, và lần thứ hai là lần đổi, chúng ta sẽ dùng những cái ngón tay ở dưới để đẩy con bài đầu tiên sang một bên. Như cốc quay này thì các bạn thì dễ thấy hơn đó, và sau đó bạn sẽ đặt tất cả phần bài xuống để che cái con bài ở đây lại, và sau đó xuất hiện con bài thứ hai và cho ông giả xem. Đọc lại một lần nữa cho các bạn dễ thấy. Thì ở góc quay này thì là phần mắt của khán giả, thì khán giả sẽ rất là khó xòe ra như thế này, và sử dụng cái phần ngón tay này hoặc là bên này cũng được, mà sẽ che đi một lần, mở ra là chưa đổi, lần thứ hai che đi mở ra nó sẽ đổi. Đổi tức là sao? Nó sẽ dùng đây đẩy ra đây, một hai, dùng tất cả cái phần đẩy ra một cái mạnh, đẩy thật là nhanh, sau đó bạn sẽ đặt hai phần bài xuống để che đi cái con bài mà bạn đã đẩy sang. Thì sau đó bạn sẽ cho khán giả xem cái con bài đã lộ diện ra, và sau đó bạn sẽ nhanh chóng gom tất cả phần này lại, gom tất cả lại. Khi khán giả đang xem con bài này, gom tất cả lại và cho nó về vị trí ban đầu của bài, và có thể cho khán giả xem bộ bài hoàn toàn bình thường nữa. Chúc các bạn làm được tiết mục này, và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo. Chào các bạn.